Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Ông trùm hoa hậu khẳng định Lương Thùy Linh thiếu kỹ năng sân khấu, sẽ mờ nhạt tại quốc tế. Trong đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, Lương Thùy Linh đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu chung cuộc. Với kết quả này, những khán giả theo dõi cuộc thi đều cảm thấy hài lòng vì ban giám khảo đã chọn ra được một nàng hậu tài sắc vẹn toàn, vừa xinh đẹp lại vừa ngoan hiền, học giỏi. Tuy nhiên gần đây, một số chuyên gia và nhà thiết kế lại đưa ra những ý kiến trái chiều, cho rằng việc lựa chọn Lương Thùy Linh chỉ phù hợp với phong cách truyền thông, chứ không đáp ứng được yêu cầu của các cuộc thi nhan sắc thế giới. Nhà thiết kế Việt Hùng được biết tới như một chuyên gia đào tạo hoa hậu, giàu kinh nghiệm. Trong đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, bộ sưu tập áo dài mà các người đẹp trình diễn cũng là các thiết kế của anh. Sắp tới, Lương Thùy Linh sẽ đại diện Việt Nam tham gia Miss World tại Anh vào tháng 12. Đứng trước thông tin này, nhà thiết kế Việt Hùng đã đưa ra những nhận định thẳng thắn. Anh cho rằng giám khảo chỉ là tìm ra người đẹp nhất cuộc thi theo phong cách truyền thống. Họ không chọn đúng người theo tiêu chí để tham gia sân chơi thế giới. Theo anh, tiêu chí lựa chọn hoa hậu của ban giám khảo là những người đẹp có thành tích xuất sắc, giỏi tiếng Anh, học đại học danh giá, xinh xắn và có làn da đẹp, chuẩn theo khuôn mẫu của người Việt. Nhưng tuy nhiên, những tiêu chí như vậy chưa đủ để bước chân ra đấu trường quốc tế. Với hoa hậu Lương Thùy Linh, anh khẳng định với thời gian chỉ vỏn vẹn vài tháng, việc đào tạo kỹ năng sân khấu và tăng thần thái cho người đẹp là điều vô cùng khó khăn, gần như là không thể. Anh cũng chia sẻ thêm rằng những hoa hậu có thần thái và kỹ năng như Phạm Hương và Hờ Hen Nhê mới nổi bật và để lại dấu ấn trong đấu trường nhan sắc thế giới. Bên cạnh nhà thiết kế Việt Hùng, ông bầu Phúc Nguyễn cũng lên tiếng. Phúc Nguyễn là người tổ chức nhiều cuộc thi hoa hậu, giúp Phương Khánh đăng quang Hoa hậu Trái đất, cũng đánh giá việc chọn Lương Thùy Linh để đăng quang là điều dễ hiểu. Anh chia sẻ, giữa 39 thí sinh, họ phải tìm ra người tài sắc vẹn toàn nhất. Mọi người có thể không thích Lương Thùy Linh, nhưng không ai có thể gần gũi và hiểu thí sinh như ban giám khảo. Tuy nhiên, anh cũng đồng tình với ý kiến tiêu chí chọn Hoa hậu Thế giới Việt Nam sẽ khác xa so với Miss World. Các cuộc thi nhan sắc thế giới đánh giá cao những cô gái mặn mà, gợi cảm, có kinh nghiệm, kỹ năng sân khấu giỏi. Còn Việt Nam thường lại chọn nhan sắc trẻ trung, thơ ngây, xinh xắn, mang vẻ đẹp dịu dàng, đậm chất Việt Nam. Đây là sự khác biệt lớn nhất, khiến nhan sắc Việt thường bị nhạt nhòa khi bước ra đấu trường quốc tế. Khác với những ý kiến trên, bà Phạm Thị Kim Dung, đại diện ban tổ chức cho biết, cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam không tìm kiếm người mẫu, mà tìm ra những cô gái có cả tri thức và tài năng cùng trái tim nhân ái. Theo bà, không phải kỹ năng catwalk hay thần thái, mà tri thức và tài năng mới là những điều khó đào tạo. Bên cạnh đó, bà chia sẻ rằng đây là cuộc thi cho người Việt, nên vẫn giữ những giá trị truyền thống bên cạnh tiêu chuẩn quốc tế. Bà nói, chúng tôi hướng đến đưa nhan sắc Việt tiến xa trên đấu trường nhan sắc quốc tế bằng tài năng, trí tuệ, lòng nhân ái, chứ không chỉ bằng những bước chân catwalk. Ngoài ra, bà tự tin rằng Lương Thùy Linh đã có nhan sắc, chiều cao và trình độ tiếng Anh tốt. Những kỹ năng còn lại như catwalk hay hội nhập với đám đông luôn tỏa ra năng lượng, kỹ năng để thân thiện kiểu quốc tế sẽ được đào tạo trong thời gian gần. Công việc có tỏa sáng hay không còn tùy thuộc vào sự may mắn và cả cơ cấu của cuộc thi, bà nhấn mạnh. Như vậy, việc chọn Lương Thùy Linh vào ngôi vị Hoa hậu tuy vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều, nhưng về cơ bản đây vẫn là lựa chọn công minh của ban tổ chức. Không chỉ dựa trên thần thái hay nhan sắc, mà còn phụ thuộc vào cả trí tuệ, tài năng và trái tim nhân ái. Chúng ta hãy hy vọng Lương Thùy Linh sẽ tỏa sáng tại Miss World năm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.